với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Trọn vẹn khoảnh khắc lễ cưới tại nhà thờ của Bảo Thi và ông xã. Khoảnh khắc Bảo Thi và ông xã Phan Lĩnh vỡ òa cảm xúc khi chính thức nên duyên vợ chồng khiến nhiều người xúc động. Những hình ảnh hiếm hoi trong lễ cưới tại nhà thờ của đôi vợ chồng Bảo Thi Phan Lĩnh vừa được ekip tiết lộ. Sáng 15 tháng 11, lễ cưới của nữ ca sĩ Bảo Thi và doanh nhân Phan Lĩnh chính thức được diễn ra tại nhà thờ An Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi đã trao cho nhau lời thề ước trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Cũng như các đôi vợ chồng khác trong showbiz, gia đình Bảo Thi cũng yêu cầu truyền thông không chụp ảnh tác nghiệp trong suốt buổi lễ cưới tại nhà thờ. Mới đây, ekip Bảo Thi vừa chia sẻ loạt ảnh về lễ cưới tại nhà thờ của đôi vợ chồng. Bảo Thi và ông xã cùng nhau tuyên thệ tại nhà thờ dưới sự chứng kiến của cha chánh xứ, gia đình và bạn bè. Trong suốt thời gian diễn ra lễ cưới tại nhà thờ, lực lượng an ninh hơn 20 người bảo vệ nghiêm ngặt, cô dâu chú rể cũng được che chắn khi xuất hiện. Bảo Thi là một trong những sao Việt hiếm hoi tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Khoảnh khắc Bảo Thi và ông xã Phan Lĩnh vỡ òa cảm xúc khi chính thức nên duyên vợ chồng. Gương mặt vô cùng hạnh phúc của Bảo Thi tại nhà thờ trong lúc làm lễ cưới. Nữ ca sĩ được gia đình hai bên nội ngoại tặng khá nhiều quà cưới giá trị như vòng vàng, nhẫn kim cương. Bảo Thi xúc động khi được ông xã tặng dây chuyền vàng. Trong ngày trọng đại, Bảo Thi chọn cho mình chiếc áo dài màu trắng cùng với chiếc vành dài kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng. Mới đây, sau lễ cưới ít tiếng, cô dâu mới Bảo Thi lần đầu chia sẻ sự xúc động hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời. Thi luôn mơ mộng mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử, rồi khi đã trưởng thành, nhận thức được ý nghĩa cũng như những giá trị thật trong cuộc sống. Thi lại mong muốn mình sẽ gặp được một người luôn đối xử với mình như nàng công chúa, và người mang đến cho Thi cảm giác đặc biệt ấy chính là anh.